Mẹ xin lỗi các con. Năm xưa vì bất đắc dĩ mẹ mới bỏ các con đi. Mẹ ở xứ người, biết bao nhiêu khổ đau tủi nhục, nhưng chị vẫn ráng sống với hy vọng được trở về với các con của chị. May mắn gần đây chị mới có cơ hội trở về. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ xin lỗi tụi con, các con đừng giận mẹ nha. Mẹ, tụi con không giận mẹ đâu. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã lớn rồi, tụi con chăm sóc cho mẹ. Phương, mẹ xin lỗi con, đừng giận mẹ nha con. Bao nhiêu năm nay chắc con chịu thiệt thòi nhiều lắm phải không? Ừ. Con không có giận mẹ đâu. Bao nhiêu năm nay con có dì yêu thương luôn chăm sóc cho con mà. Con không có thiệt thòi gì đâu mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Cũng nhờ có dì, lúc nào dì cũng lo lắng chăm sóc cho tụi con từ cái ngày mẹ đi đó mẹ. Dì Phúc, trước khi đi chị đã nhờ em chăm sóc cho tụi nhỏ, sao em lại để cho tụi nó ở với lại người này hả? Nè, bà ăn nói cho đàng hoàng nha. Chị Diệu là người cực khổ nuôi mấy đứa con của bà 20 năm nay. Bây giờ bà về chưa một tiếng cảm ơn mà còn nói loại người này người nọ hả? Tụi nó có gì sai chứ? Nếu năm xưa bà không quyến rũ anh Phong, cướp chồng của tôi, cha của tụi nhỏ, thì gia đình tôi đâu có tan nát như bây giờ. 20 năm trước tôi đã nói nhiều lần, bây giờ tôi nhắc lại lần cuối. Tôi với anh Phong năm xưa chỉ là bạn, tôi hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện gia đình của bà. Tụi con đừng có nghe lời bà. Phương, lúc đó con còn nhỏ, nhưng mà Kiệt và Thư, các con biết chuyện đó mà. Chẳng lẽ các con không nhớ gì hết sao? Chị Lựu, chị cũng biết rõ mà phải không? Ừ, thì hồi xưa nó là vậy đó. Thôi, 20 năm rồi, ai nấy nhìn kìa, già ngắt hết trơn rồi, bỏ qua hết mấy chuyện đó đi. Chị Lựu, chị là người lớn, nếu không biết gì thì đừng nói bậy. Chị Lựu chỉ nói sự thật thôi. Chỉ có cái thứ hồ ly nham hiểm như bà thì mới là người thay đen đổi trắng. Bà dụ dỗ anh Phong, rồi bây giờ còn ngon ngọt dụ dỗ các con của tôi nữa. Nè, chị Diệu là người ngay thẳng. Tôi tin là ngày xưa chị Diệu không có phá nát gia đình của ai hết. Người đổi trắng thay đen là bà đó. Bà là một người mẹ vô trách nhiệm, bỏ con đi mấy chục năm, bây giờ về nước mắt cá sấu hả? Bà không thấy xấu hổ sao? Tôi cảnh cáo bà nha, chị Diệu là chỉ hiền thôi, chứ tôi là tôi không có hiền đâu. Bà mà còn dở trò này nọ nữa hả, là tôi xử bà liền đó. Thu, chị Thu, Thu. Chị Thu. Thôi được rồi, nếu như các con tin người đàn bà này, các con cần bà, không cần mẹ nữa, mẹ sẽ đi. Mẹ. Mẹ. Mẹ, mẹ đừng đi. Mẹ là mẹ của tụi con, cuộc đời này không ai thay thế mẹ được. Dì Thu, dì không được xúc phạm mẹ tôi. Nếu không, tôi không khách sáo với dì đâu. Dì không xúc phạm bà, bà vốn là người như vậy mà. Con đừng có quên, bao nhiêu năm nay người nuôi con ăn học thành tài là dì Diệu, chứ không phải là bà. Như sự thật năm xưa, bà phá đá gia đình tôi, cho dù bà nuôi tụi tôi cũng là để bù đắp tội lỗi của bà thôi. Ngày mai tôi sẽ rút tiền, trả tiền du học cho bà. Còn chi phí bà nuôi anh em tụi tôi bao nhiêu, bà tính đi, tôi trả không thiếu một xu. Tôi với bà từ bây giờ không liên quan gì nữa. Anh Hai, sao anh Hai lại nói với dì như vậy? Kiệt, bình tĩnh lại đi con. Anh Hai, hồi nãy tới giờ anh Hai nói điên nói khùng gì vậy hả? Bao nhiêu năm nay là dì chăm sóc cho anh em tụi mình, cái đó làm sao mà quy ra được bằng tiền chứ? Anh Hai đừng có mất hiếu như vậy. Con nhỏ này. Kiệt, anh Hai. Này.